Chào các bác nhá, chào tất cả mọi người đã quay trở lại kênh của em. Thì giờ hàng hóa nó hết rồi. Đấy, thì cũng không còn nhiều nữa, giờ chỉ em dọn ra cái nào thành lý các bác về bác coi được ấy. Đấy, cái nào nó hợp lý và phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình có thể sử dụng được thì bác liên hệ cho em nhá. Thì trước mắt các bác đây là một con máy xịt hơi nóng. Thì con này tình trạng nó đứt dây rồi bác nhá. Đứt dây rồi. Đấy, con này thì dây nó như mới mà đứt này. Bác nhìn này, đấy, dây của Nhật này. Đấy, mà con này nó chỉ là China thôi nhá, China xuất Nhật thôi. Bác nhìn cái sợi dây của nó này, đấy, 15 A nhá, đồng to vật vã luôn nha bác nhá. Thì nó mới chịu tải được tối đa 15 A của nó. Thì cái dây này thì nó sẽ thường thường sẽ làm thông số tối thiểu sẽ là 1.8. Nếu mà 15A, cái máy này 15A thì dây sẽ là 1.8 hoặc là 2 chấm. Thì nó đứt ở đoạn này rồi, nó đứt cùng khúc tới đây khoảng 60 phân. Đấy, thì em có để cắt em nối vào như thế này, cắm vào cho nó chạy thôi. Thì cái tình trạng con này là hoạt động bình thường và nó chỉ thiếu mỗi cái nắp chụp đây về nó mất rồi, rớt bắt đầu. Đấy, kèm theo đó em bán thanh lý một con hay là nguyên hình nguyên vẹn như thế này, con màu đỏ nhá. Đấy, nó có cái chổi đây này, nấu kính hay là ủi đồ gì đó này, đấy mà có lên điện bình thường. Đấy, mà bóp nó ra hơi, kiểu như nó không ra hơi ấy. À có ra hơi này. Đấy. Để nó kiểu như là nó ra hơi chậm chậm, nó không có được nhanh. Đây nhá, nó có cũng. Còn con này thì nó ra hơi bình thường nhá, mới nhìn thấy chưa? Đó, ok đó. Đó, nhìn vào cái chỗ kia này, đấy. Đó, nhìn đó thấy hơi, còn nếu mà nhìn vào bình trắng trắng thì không có thấy hơi. Đấy, có thấy hơi chưa? Đấy, chỉ đang nghi ngút kìa. Đó. 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 Ok nhá. Thì hai con này em bán thanh lý bác giá 350 nhá. 350 hai con. Đấy, con này đang sống bình thường nhá. Thì thiếu cái nắp này thôi, tại cái nắp này cũng không ảnh hưởng gì. Cái nắp này là chỉ nắp để đậy nước thôi. Đấy, nó hút nước thì nó hút vào trong cái bầu này. Đấy, nén bầu này bắt đầu nó mới ra hơi. Đấy, còn con kia thì dây điện đầy đủ, đấy mà nó bóp thì nó không ra hơi. Đấy. 350 hai con nhé. Xin chào các bác.